That's yeah. where I come. Uh-huh. Kentucky. That's where you're from? Yeah. Okay, cool. Persons are going to work. Some of these people are going to call centers. All right, they work in call centers. Tại sao không bỏ cái này xuống để ngồi cho nó động ca? They're going to catch their boat. Like the pair here we have in Jamaica are, we have three major pairs here in Jamaica. This is our Montego Bay pair. We also have a pair. Man, this look my country right here. Đèo Hải Vân. Yeah, Đèo Hải Vân. Yeah. Hoặc là đèo cả gì đây. So you guys, all right, it's also our planet. You eat this? Bamboo, no, but I know it can be eaten. You yeah, guys? It's baby one, the baby. Yes, I heard it tastes like cabbage, right? Yeah, cabbage. It's really good. Yeah. Really? Yes. You can make kimchi of that. Yeah, you can cook your stuff. All you do is just slice them thin, 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 and then you cook with oil and onion and pork. Oh, okay. Yeah, and then you stir them a little bit. That's it. Yeah, because it's like a grass, right? Yeah. Yeah. It's like vegetable. Oh. Okay. Yeah. Yeah. It's really good. You have to boil them first a little bit. They'll get the softened. Yeah. To make them soft. The Indians, the Chinese, the Spanish, and also the Africans, which may there about. Yeah, it's pretty rainy. Coming back. It's raining every day, almost every day. The rain like a couple hours. Yes, yes, you don't experience a fresher air that you will experience cool out there. The Anchovy High School. Did you see the baby with the yellow dress? Yes. Oh, that's yeah, that's a school girl, a uniform. Yes. No. As well, so, you know, it's not my fault, it's not the bus fault, it's just the us fault, alright? Yeah, man, so just enjoy that. I guess, you know what gas is? Energy. In a stomach, no, in a stomach, not that gas. Like the wind on it, so like in a burp. Oh, yeah, it helps to clear that sugar cane. So if you have what I do, yeah, and it helps. Yeah, man. So you can try that. Thank you. Bữa qua mình ăn miết. Vietnam, and then we go to Philadelphia, and then they move to New York, and then. There's no cheapest here. I don't think so. Everything is the same. Yeah. The same? Same right through. Yeah, but you know, I like jackfruit too. Yeah, that is. Nice. You know how much you pay in America? Yeah. Like the small piece like this. World War. Vietnam War. Okay. The World War II. Đi hái ổi.
Hai chồng này đi hái ổi trộm. Let me catch. Dở dữ trời. Đây một cái ổi. Hey, what one try you want? Dược đất á, chính no không chính có dồi. Chính có dồi nha. Yeah, anh ơi. Muốn đi rửa không? Go wash. Ngon không? Chết. Giờ đi ra đi bắt cá sấu nha. What's up man? Ok, chúng ta đi bắt cá sấu. Is that for real? Ôi, cá sấu thiệt luôn à. Man, you're not kidding man. It's real, crocodile. Water when it's rough is the fresh and salt. Press it up and salt to the bottom. Dance around here. Oh, yeah. You want to fly this dog? Yeah. Có con cò nè, con cò cú cú. Chưa, trời quá trời luôn. Mấy con này là mấy con có con lai phái lắm, đẻ con rớt xuống là lụm liền. Up to the river. Đứng ba xa quá rồi. Xa quá mắc signal có tiêu. Yes, you can. We kept up with the drone too, guys. Where's the drone? See? Yeah. Thấy không? Đứng vô sát quá. Too low á. Too low. Đó đi lên đi. Đó đi lên đi. Đó, đây một con. Quay phim, quay phim. Coi coi thử có nhiều không mua coi. Wow, có cua nhiều kìa. Have a good day. Good catch today. Yeah. Ra đây bắt cá sấu. Coi có con nào bắt không? Bắt không được con nào thì giục nhung xuống dưới luôn. Hôm nay rảnh đi qua đây vì bắt cá sấu. Con nào xấu mình về, con nào đẹp cho bà chị dưới đây nè. You want to take it home? No. Có cá sấu mà không có con nào này trời. That's the thing for crocodile, big toe here on here.
Nó cái steam á. You got any fish? Bamboo man. Hey, you don't mind if I take a roll. Avenue. Wow. Similar to the bamboo avenue. Those here, they only go like 6 inches into the water. Yeah, like a giant straw to the tree. Along this river, we have no leeches, no piranhas, no snakes. Snake? No snake. No snake? No water snake? No, no water snake. Why nobody here? Đi con cá sấu mà gặp hai con này không phải hai cá sấu không? Hai con cá sấu đây. Rồi. Hai cá sấu không? Không phải, cái phải làm mồi của hai con cá sấu. Mồi. Kèo lớn được luôn á, lên hái trái nè. Có một cái robot kìa. Hai chồng mình với hai chồng Sơn đang đi cái này gọi là gì Sơn? Cái này đi khám phá gì? Đi đi coi cá sấu hả? Khám phá bao nhiêu? Phải Black River. Jamaica. Nó cũng giống như ở Việt Nam mình mà đi trên sông Ninh Kiều. Come. You come, I greet you, good woman. Come. Good man. Beautiful girl here, man. Come. And that bird, that's a black crow, night heron. Thấy con cá sấu không bà con? Con cá sấu. Mình đang đi khám phá, tìm ra được cá sấu. Anh tìm kìa, cuối cùng ta đã gặp được con cá sấu. Con cá sấu là nó... Cá sấu quá. Con cá sấu với một con cái con kia nó gần nó lụm mình kìa. Để mình rớt xuống coi cái con chim gì không? Sẽ bị cục giò con chim. Hello. Chim đẹp quá nè. Ồ, cái răng nó ghê. Con cá sấu rất là bự các bạn nha. Biết. Wow. Cái đầu này cái một con cá sấu này có thể làm được 5 cái giỏ đàn bà đeo. Louboutin, Louboutin bird. No. Cái này nó đi. Con chim nó. Jump inside, you jump outside. Anh chim đẹp quá nè. I saw. Jump inside the boat, you jump outside. That's right. Yeah, yeah. It disappear yet? No, still. Come. Okay, goodbye, Casso. I can take. You know, you touch the nose, you tap the nose. Chim này là băng chim của em không? Quay mình nắng, nắng. Quay mình nắng, nắng đẹp.
mười cái đồng nào? 10 đồng cũng không được gì. Này ăn đồng nè. Bỏ tay rồi, bỏ tay rồi. Đẹp quá trời luôn.
cá sấu à? À, mấy cá sấu ngủ quá rồi nó không ra. Ra bắt tay nó. À, bả qua bả qua chơi bắt cá chơi bả quen được mẹ. She come here and she's my boyfriend. Oh. Tìm cá sấu nè, đã có hai con nè, cá sấu nè. Ooh, hello cá sấu. What are you doing? Yeah. No, you know why? They wait for the bird to chop down and ignite them. Bên kia con kia mấy cái bự nữa. Yeah. Anh. Là thát nó coi. No. Come on. Awesome. Come on, baby. Come here. Come. Thank you, sir. Thank you. Con này chạy mất tiêu rồi. Bự quá hả? Why my friends? You stay here. Where he go? Have you ever seen the boat here? Sir? Huh? You see the boat here? Yeah, I see them pee before, man. Còn cá sấu thôi, giờ qua đây cấp hỏi tiếp, cái hỏi bự rồi đã không? Cái hỏi bự quá. Ủa cái kè này bông này Việt Nam là kêu bằng bông gì bên này ta? Biết mình do hái hay sao, nó hái trước hay là ta? Hả? Em đưa cái đi. Rồi cái con gọi bộ ghế mày. Ê, right here, brother, right here. Chắc bự đây nè. Hỏi sao lị á? Nào, hỏi sao lị. Thế bự lắm nè. Ủa, này lên bên hái chả. Có mưa là có sâu à? Ủa, nó dễ có sâu lắm, sẽ ăn. Thôi, tôi với mày, nó đâu ăn nãy chắc rồi. Mới ra đây nè. Mới thấy nè. Kìa, chán ở đây nè. Ui, cái chai lá mình như có cái ví gì có con gì. Chán cái môn kìa. Ừ, đó coi gỏi nè. Cái môn này có tươi. Không gắn là tôi gắn là tôi luôn. Ê, trời, làm sát đây luôn. Ê, cha nội ơi, ở đây cái đống nằm đây nè, không mấy. Không có lấy ở đâu không à. Ê, mình đẹp gái không bà con? Không có tiêu rồi. Định tặng ghệ mà nó không chịu, mình tặng cho mình luôn. Em look beautiful. Nó bùi bùi. Đâu có đó, no, đồng ý đi. Thôi, đi ra để đi qua bên kia ơi, đi cái thác đi, hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Black River Safari. Tôi kêu bắt con cua, mua con cua luộc quá. Mấy thằng kia, mấy thằng này không biết kiếm tiền nữa. Đồ có sâu là đồ rứt nhưng không sâu không dòi nó nằm ở trong nó chắc. Bác mà đằng kia nhất, ơi hàng kia tới kìa đứng vậy. Tao không mua đồ mà tao cho mày hai đi thuốc. Có không? Xin lịch sự. No, we don't. I don't know, I see Android your phone. Mày, mình đi bắt cá sấu mình lượm được cái bông à.
them. Yeah. Sure. You could, hold on, let me stop. You could connect. This one is yours? And yes. Can we connect them? Sure. Yeah. Yeah. Okay, the guy. If you don't have it, this one. Alright, sit there. This is the first. On my friend. That's good. Bắt vào mắt lên ảnh tháo mắt về cái này. Vô đây thịt nữa hả? Nói qua đây là cứ khó lắm, không đâu dễ đâu. Cây xanh đẹp quá ha. Cái cây này bự vậy mày. Hả? Xé cái gì? Để chú đi. Rồi đấy. Đó đây. Left him. Huh? Empty your pocket? No, I got it. Yeah. Leave it. No. You go first. Turn right and turn left. Tuyệt đẹp luôn. Tuyệt vời hả?
Hey, not too hard, not too hard. Further out is deep. Not yet. Đẩy bà xuống biển luôn. Đẩy bà xuống biển luôn. Ok, đi jump, jump, ok? You don't have to jump. 1, 2, 3, jump! Liều mạng. Mò. What? Mạnh dạn lên, du dò lên. One more. Hết chưa? Rồi, nhảy luôn. One last one. Jump. Cái này thả dây ra nhảy không? Thả nó nhảy ra. Three, legs up. Woohoo, go! Nice! CF City! Yeah!
Hả? Love rock swing. I love it. Love it, man. That's my wild side. Oh, watch them drill around up there, so video them. Oh, yeah. Yeah, yeah. Video them. Would you want them? Yeah. Get them back over China. Sometimes when you get rain, a lot of water comes out. Sometimes it gets. Hey, ready? I'm a king. A king. All right. Ah, oh, yeah. The original, $10, I do it. Original. $10. Car one copy. Won't do it. Bingo. Let's sing it, baby. Good jam, guys. Batman lên lên machine to. Ờ. Đi học rồi nhảy sông ngỗng đồ rồng tớ lẽ phải teo sông ngỗng kỳ ta hai bên cây này cây gì mà nó bông tím tím đẹp quá à trời. Trời. Em nào đi dưới trời ơi. Học đẹp không? We go here and eat. Đi chơi gì đâu mà phải nhỉ? Safari. Đúng là safari luôn hả? This is not safari. To me it's safari. Cái này là cái cây nhiều ghê.
rừng. Chuyến này đi đã rồi, chuyến này người quá. Chuyến này bậy quá tại. Cảnh bên đây đẹp hơn cảnh bên kia. Có thủ không à? Amazing, amazing. Làng quá trời làng. Làng quá làng. À, muốn đi hả làng qua đây lấy qua làng đột biến Việt Nam bán. Trời nghe hỏi ông luôn. Trời mà phá hoài mà kìa. Đi. Nghe lỡ coi coi cho ông 4 5 con nằm nghe nè. Lại coi lại nè. Nó trồng cái bông á. Nè đây nè. Ôi giời ơi. Kìa quá kìa quá. Làm gì bắt mình đứng đây lại ta. Ok, nửa đường bị ban bánh rồi nha, thắng bị chết rồi. Chạy trên đồi núi không à, ba này, break hết. Núi vậy? Cái chuối, chuối như gì là ở đây tụi nó chặt xuống ăn rồi đó nha. Lạ không? Ăn chuối gì nó không xèo không? Chạy lên rừng mà không còn thắng rồi. Sửa thắng ha. Ghê quá, ghê quá. Lý Che Vàng, uống là miền quê luôn. Cũng khác gì bánh tre cho mình nè. Wow, nice car. Xíu nữa ba xuống đèo luôn rồi. Ừ, cái thắng này nó hư rồi, hết bố luôn rồi. Ghê quá, ghê quá. Cái xôi quá, cái trái bông quá trời bông. Ương nhiều nhiều, trồng nhiều nhiều cho anh ăn nhé. Bí đao á. Thích ăn bí đao mà nó cứ cho bào không à. Thiệt. Thôi cho ương cho hai cây đi.
khi nào nó có cái râu lại cho. Trời ơi, biết chừng nào về tới nhà đây. Bây giờ đi sửa xe tiếp. Đúng không? Yeah, I'm in Jamaica, so I come home there on Sunday, and then I call you. I set up the appointment. Tới chỗ sửa xe em nó tự làm. Cho nó mượn là trả tiền. Trả tiền mượn kia thôi hả? Rẻ tiền hơn hả? No, nó ăn thà nó dính con rồi. Này là trong lúc đang sửa xe, bọn mình tìm được cây táo, đang đứng đái mà có cây táo nữa, nín đái để hái về trái ăn. Táo mà hái được mấy trái nè, mà đã không? Mà sao cái chùm này có? Được mấy trái vàng vàng á. Cái vàng vàng cũng được. Đi sửa xe mà có táo ăn là vui rồi. Ok, đi lọt được rồi. Giọt được cái táo rồi. Say what's up. Hello, Nani. Left hand, right hand. You know your stuff, man? Yeah, I fix car. I can break them all down, yeah. Yeah, đây mấy chị ngồi trong kia chờ đợi, đang nói xấu những người khác. Cũng không sao, không phải mình là được rồi. Rồi phải lắp. Okay, let's get ready to go. Mất tiền rồi. Chúng mình đây. Ở đây, cái hàng biển. My hotel. Tối nay ra đây ăn này. Lát mình xuống dưới ăn đấy. Nó làm vĩ đại lắm, không biết đây nó ngon không? Ăn mấy bữa rồi. You gonna eat tonight, bro. Ngồi vĩ đại chưa? Ngồi vĩ đại không? Thấy đồ ăn như cái gì vậy? Xin đồ ăn nè. Mấy người muốn đi xin đồ ăn đúng không? Free food? No. Phải xin nha. She says she will get the special oxtail. Trời ơi, đoàn hướng dẫn không? Beautiful night.